Anh em nhà bàn xuống đi đánh đua xe. Công an đứng kia đua xe nào được. Toàn cảnh sát giao thông đứng đây đường kia. Đánh là bắt luôn. Anh phải biết là tháng an toàn giao thông. Đèn nhỉ. Người tính không chạy tính đúng không? Bàn như thế mà dẫn về công an này. Thôi bây giờ thay đổi như nào? Bây giờ anh em thay đổi chiến thuật. Ở bên này là hồ nhỏ. Có khi là anh đánh hồ nhỏ rồi đánh hồ to nhá. Rồi đánh hồ chuyên đen anh đánh hồ tổng hợp bên này nhá. Hồ bên này như là còn 29 chấm đen thì tích sạch khoảng 5-6 nghìn mét vuông nhỉ, to hết đấy, dài nó rộng 5 mét, dài ra khoảng hơn 100 mét, 130 mét, 5 nghìn mét vuông rồi thành khó đấy. Bên này bên đâu bắt đầu chép bên này cái củ này cũng khó đấy, khó đấy, khó toàn nó khó được có ai câu đâu. 1, 2, 3, 4, 5 cần cả hồ đấy, có 5 cần câu thì chắc là rất là khó rồi. Bên này thì đông này, tôi đánh bên này được này, bên này mới thả cá hôm thứ năm thứ tư gì đấy. Nhưng mà cá cũ đúng không? Cá cũ đúng không? Toàn cá cũ quay đầu hết. Ừ, thì em cứ đánh cái này nhé. Em đánh cái này, cứ đánh cái bài ở từ đầu của em thôi. Cái này anh đánh, cứ đánh ốc, cái hạt đám hạt nó chết rồi. Nó chết rồi không? Thôi, chờ tính mình phải thay đổi chiến thuật tí. Thôi, mình cứ theo đúng luật coi như là của Bộ Công an thôi, không đua xe, không gì cả. Thôi, anh đánh không phạm pháp. Ok. Rồi, ok anh nhá. Ok nhá. Ok. Ui đèn luôn, đèn đẹp luôn, sạch mồm. Trời ơi. Ui đèn luôn, đèn đẹp luôn, sạch mồm. Trời ơi. Đẳng cấp. Vớt cá đâu nhỉ? Vào đây. Quá đẳng cấp. Ui giời. Con này đẹp đấy. Con này 9 cân. Đen. Ôi giời, sạt tô. Bay quả xuyên nẹt luôn. Sạt tô đẳng cấp luôn. Chấm rồi, kéo bé lắm anh em. Rồi, đẹp đấy. Chưa vào. Rồi. Quá tuyệt vời. Lên đây. Con này 9 cân. Con này phải đầu 9 cân rồi. Con này đồng 10 rồi. Đồng 10 đấy, bắt này bắt cá. Đẳng cấp. Thank you. Con này 9 cân. Quá tuyệt vời luôn, cần 63. Con này nếu đây anh em nhìn đây, ăn mồm đồng hoàng nhá, ăn mồm luôn nhá. Phải nói là rất là khoai anh em ạ, đúng
nay mình trải nghiệm một cái hồ câu Tiến Đức, cái hồ nhỏ này. Hồ có diện tích khoảng một chiều rộng 40, một chiều dài khoảng 130 mét, chắc trên 5.000 m2, trên 5.000 m2, nhất là trên 5.000 m2. Có 29 con đen, 80 con chép giòn và chắc là hơn 100 con chép cửa. Hôm nay hồ có tất cả là chục cần câu. Bây giờ này là muộn rồi, hôm nay thời tiết nó sầm trời rất là sớm, bây giờ là 5 giờ, đấy 5 giờ kém, nhưng mà đã tối sầm trời rồi. Lúc trưa thì hành nắng tí, sáng thì không mưa, trưa hành nắng, chiều lại âm u, thời tiết cũng là rất là khoai. Hồ đen này thì cả hồ là hơn 20 cần, lên đúng 2 con này em nhé, mà đúng một vị trí lên là được chỉ gạo móm hết, móm sờ hết. Thì hồ trắng này hôm nay thì là có mình lên con đen với mà cuối cái này đấy, là hai người đánh đen, hồ trắng thì đều lên đen hết, mình được con đen, nói chung cực khoai, nói chung là có kết quả được rồi, rất khoai nhưng vẫn có mót được con anh em ạ, 29 con mót được con, thế là ok rồi. Đó, anh em xem biết được con chén này thôi, còn mình không cần báo cá nữa, người gái mình tí mình tự lại chủ hồ luôn. Đó, xin chào anh em, hẹn lại anh em ở video sau nhé. Anh em nếu có vấn đề gì cần thì bài mồi hỏi về anh em, hay là kỹ thuật câu, hay là vị trí, hay là thời tiết, hay là cái gì liên quan đến câu cá thì cứ lại để bình luận bên dưới, cô Hùng Vương sẽ cùng với anh em để bàn bạc và đưa ra giải pháp để có buổi câu thành công nhất anh em nhé. Rồi, xin chào anh em.